Vâng, xin chào tất cả các quý vị và các bạn. Hôm nay cái máy bị vỡ, mẹ cảm thấy thường nên phải dùng chuẩn. Đây là cáp OTG à. Nên phải dùng chuẩn. Nó đây. Chuẩn. Đây cảm ơn vợ của nó. Để ăn chuột. Đây chuột đó. Cái mẹ đang bị xác minh tài khoản. Mày ấy sơ. Không được anh. Không lấy được cái cột sóng nữa. Chạy nó bị lỗi trên CPU rồi. Nó lại lỗi CPU. Nó treo rồi à? Dạ. Chạy lại nó treo táo luôn. À nó treo cái cáp ấy. Cái cáp rồi. Cái này lỗi một cứng ấy. Không chạy là chứ em. Cái này nó không lên. Không lên cáp. Nó chạy mình làm mình vào ấy, nó thử nó báo rồi. Nên là bây giờ nó không lên.
Nó báo lỗi bao nhiêu? 1 à? Dạ. Nó báo lỗi 1 à? Vâng. Cái đấy nó bị u mấy pet. Nếu mà làm thì phải đục vào phần cứng ạ. Sao anh? Nhìn cái huyền nhỏ này thì chung cắt.
không có cảm ứng mà lại cứ bấm bấm rồi màn hình. Quen được chạy ầm ầm. Anh Quân bảo anh kia đừng thay cảm ứng nữa anh Quân ạ. À, cho anh ấy bán cho anh con chuột. Các ô thì gọi cho anh ấy mẹ anh chạy. À, bán bộ bàn phím ấy, bấm ấy. Đấy. Đẹp đấy. Phải đen trắng đóng cung vào hơi sành điệu ra bây giờ đấy. Hơi chất đấy. Nhưng mà nhìn đẹp phết nhỉ. Đẹp. Sắc nét. Đóng khung keo. Y nét trắng nhưng mà lổi, nhìn lổi nhỉ. Chân thực. Đây máy in này đẹp, được duyệt. Cách dùng chuột chấp nhận đấy, ngon không? Chuột chạy luôn không cần cảm ứng. Tôi quay nhà không cần. Ký kênh nhé, chia sẻ nhé. Anh chào con đây, tôi hy vọng không cần có tỉnh giấc. Không, cho dù sao tôi cũng cần thức dậy. Anh ở đâu thế? Hình như anh đã ở trên máy bay. Đúng, sáng mai tôi bay về, chuyến đi ngắn quá. Đúng thế, hãy để cho hỏi nhân một câu. Chilling Willy là ai thế? Chilling Willy đó là một nhân vật hoạt hình, tôi nghĩ thế. Nhân vật hoạt hình nữa, và con chim cánh cụt luôn lạnh lùng. Thế thôi, không còn gì nữa. Phim hoạt hình có thể có nhiều ý nghĩa.